Nguồn tin SBU cho biết các sân bay ở các thành phố của Nga như Voronezh, Kursk, Savaglika và Borisoglebsk đã bị tấn công. Trước đó, không quân Ukraine đã phá hủy một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga ở khu vực Kursk, theo thông báo của Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quân đội Ukraine vì thực hiện những cuộc tấn công mà ông gọi là chính xác, kịp thời và hiệu quả vào các sân bay quân sự của Nga. Zelensky cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đang hoạt động như mong đợi, nhưng ông cảnh báo rằng có những nhiệm vụ không thể chỉ thực hiện bằng máy bay không người lái. Chúng tôi cần các loại vũ khí khác, vũ khí tên lửa. Và chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác của chúng tôi về các giải pháp tầm xa cho Ukraine, ông nói. Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã tỏ ra ngần ngại trong việc cung cấp cho Kiev các tên lửa tầm xa có thể xuyên sâu vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Nga cho biết đã phá hủy 117 máy bay không người lái và 4 tên lửa được phóng từ Ukraine trong suốt đêm. Trong số các phương tiện không người lái còn được gọi là máy bay không người lái, 37 chiếc đã bị phá hủy ở khu vực Kursk, nơi Ukraine đã thực hiện cuộc xâm nhập bất ngờ qua biên giới vào tuần trước. 4 tên lửa cũng đã bị phá hủy ở cùng khu vực. Hơn 35 máy bay không người lái được phóng từ Ukraine cũng đã bị phá hủy trên khu vực phía tây nam của Voronezh, khu vực giáp danh với cả Kursk và Belgorod, thống đốc Voronezh Alexander Gusev cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 14 tháng 8. Không có thương vong nào từ cuộc tấn công, ông Gusev cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng vài tài sản dân cư và phi dân cư, cơ sở hạ tầng đô thị và phương tiện đã bị hư hại do sự rơi xuống của mảnh vỡ từ máy bay không người lái. Ông cũng lưu ý rằng nguy cơ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong khu vực vẫn còn hiện hữu.